Xin chào mọi người, hôm nay mình quay con chó đốm bông này cho mọi người xem nha. Đây là con chó đốm bông, cái bụng móc nóc luôn nè mọi người. Này rất là mạnh nha, chó nhỏ gì chứ mạnh phá, cho nên mình cột dây xích xiềng nó lại nha. Bây giờ là thả cho nó đi, phá lắm, nó ham ăn lắm nha mọi người. Cái này là nếu mà thả nó ra, nếu bụng nó đói thì chạy đi vô tay nhà lâm hết luôn, người thấy không, nhỏ gì chứ mạnh lắm đó. Con này rất là ham ăn nha mọi người, phá nữa. Bây giờ nó trọng bớt, nó bớt cắn dép rồi đó, chứ trước nó cắn dữ lắm. Bây giờ nó nhờ trọng trọng rồi đó, trước còn mới sinh về nó phá rồi. Đây, cho mọi người xem là cái bụng này nó ngóc luôn rồi. Đó, cho đâm bông nha mọi người, bông đen nha, chắc trắng bông đen, bụng nó ngóc luôn nè mọi người, như lông tóc luôn. Đấm 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 đấm, giờ nó biết khôn rồi đó mọi người, răng nó rất là bén nha. Đó, người thấy không? Nhọn mà bén luôn. Nó ở ngoài trời ngoài kia. Thì bây giờ là nó vô đây. Video mình đăng đến đây là kết thúc nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người video sau nha.